các em ơi rất xin lỗi các em đấy chị bảo rồi cái điện thoại của chị dạo này nó chập chờn kinh khủng luôn ấy và chính vì cái việc là nó chập chờn như vậy thế nên là vừa rồi thì nó lại tự bị ao ra các em ạ à. chị buồn quá chị buồn quá thực sự đấy vừa rồi nó lại tự bị ao ra không biết bây giờ đã có các bạn có thể quay trở lại với chị được chưa đang trong cái lúc mà hướng dẫn rất là sung với các bạn thì tự nhiên lại bị đứt dây đàn như thế đấy rất là xin lỗi các bạn vì cái sự phiền phức này nhưng mà cái điện thoại của chị dạo này nó 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 dở hơi lắm tự nhiên nó bị ao ra như thế luôn <laughs> chị cũng không biết làm sao nữa ok xin chào các em có bạn nào mà vừa rồi đang ở trong phần livestream và không hiểu chuyện gì xảy ra không ạ rồi chị chào các bạn nhé chào các bạn lần thứ hai vừa rồi thì chào một lần rồi bây giờ lại chào lại thêm một lần nữa <laughs> rất thông cảm cho cho chị được không ok chị có nhìn thấy khánh linh em nhé chị có nhìn thấy mà chị có nhìn thấy em nha rồi các bạn ơi quay trở lại được chưa Ôi chị làm gì có tiền để mà mua 12 Pro Max hả em Cô giáo nghèo bây giờ chỉ có thể dùng cái điện thoại cùi bắp này thôi Chị cũng mong là từ giờ đến cuối năm thì có thể thay được cái điện thoại Cho nó xịn sò hơn một tí Để phục vụ cho công việc thôi Chứ chị cũng không nghĩ gì đến việc là mình phải dùng xịn sò đâu <laughs> Rồi ok các bạn ơi quay trở lại <laughs> Giận tím mặt luôn à Thôi đừng giận nhá Giận là tổn hại đến sức khỏe đấy Được không nhá Giận là tổn hại đến sức khỏe đấy rồi các bạn ơi, nào bây giờ quay trở lại cùng với chị. Đây, các bạn nhìn này. Như chị đã nói là chúng mình sẽ còn 5 tháng nhá. Thế thì đây chị sẽ chia ra. Được không nè? Đó, ok chưa? Chúng mình sẽ còn 5 tháng nhá. Tháng 1, tháng số 1, tháng số 2, tháng số 3, tháng số 4 và tháng số 5. Ok chưa ạ? Tương đương với định lượng thời gian chị sẽ để vào đây những cái phần kiến thức mà các bạn nên ôn được chưa nhá thì ở đây ví dụ các bạn tháng chị nghĩ là bây giờ ấy các bạn sẽ dành đây hai tháng này được không ạ hai tháng này để các bạn ôn nghị luận văn học được không tháng thứ ba đến tháng thứ tư một tháng này được không ạ các bạn sẽ ôn đọc hiểu cộng với nghị luận xã hội và hai tháng còn lại các bạn sẽ ôn giúp chị các bạn sẽ bắt đầu luyện đề các dạng đề khác nhau được không ạ tốt nhất là hãy cố gắng dành cả hai cái tháng này để luyện đề để chúng ta va vấp với nhiều cái đề bài hơn bởi vì khi mà các bạn được phép va vấp với nhiều bài hơn thì kể cả vào đề thi có vào dạng đề nào có vào tủ hay không trúng tủ thì các bạn vẫn giải quyết nó rất là ngon lành được không ạ Thế nên là đây sẽ là cái cái sơ đồ thời gian mà chị muốn là các bạn sẽ học theo cái lộ trình này. Thứ nhất là chúng ta sẽ ôn về nghị luận văn học ở trong 2 tháng. Bởi vì đây là cái thời gian mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Cái câu này nó chiếm tận tới 5 điểm ở trong đề thi cơ mà, đúng không ạ? Thế nên không có lý do gì mà chúng ta không nên dành cho nó khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 2 thời gian, đúng không? Thế nên là chị nghĩ rằng là ở trong cái giai đoạn này các bạn ơi, phải bắt tay ngay vào ôn thôi. Các bạn không còn thời gian để các bạn gọi là trần trừ nữa đâu. Thì ngày hôm nay chị muốn giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm để các bạn có thể ôn được các cái phần đó dễ dàng hơn Đây, chị giới thiệu với các bạn, đó chính là sổ tay văn học Được không ạ? À? Đó chính là sổ tay văn học Năm trước thì chúng ta vừa thi vào thơ, vào thơ rồi, đúng không? Thế nên năm nay các bạn sẽ thường sẽ đoán là À, vậy thì cái khả năng mà nó rơi vào văn xuôi sẽ cao hơn không chị? Chị thì chị nghĩ là mọi thứ đều có thể xảy ra năm nay mà vào thơ thì vẫn chỉ là một cái việc bình thường thôi được không ạ à các bạn ơi lớp vip của chúng mình là ngày kia sẽ khai giảng nhá một cái lớp học toàn diện ngày kia sẽ khai giảng nhá các em nhá duy đạt nhá hẹn gặp lại em ở trong lớp học nhá thì chị nghĩ rằng là điều gì cũng có thể xảy ra hết bởi vì chúng ta thấy là cũng có hai hai năm liền thi vào văn xuôi mà cái năm mà thi vào chiếc thuyền ngoài xa trong năm sau thi vào sông hương ấy đúng không thì hai năm hai năm liền cũng thi vào văn xuôi đấy thôi năm vừa rồi thì thi vào thơ thế là nhiều bạn dự đoán là chị ơi em đoán năm nay sẽ vào văn xuôi tại vì em thấy nó hay xen kẽ chị thì chị nghĩ là chẳng có điều gì chắc chắn cả các bạn ạ chỉ có duy nhất một điều chắc chắn cho trên cuộc đời này đó là không, không có bất cứ điều gì chắc chắn hết nên là chị mong là các bạn sẽ tập trung ôn theo cái lộ trình mà chị em mình đã thống nhất với nhau, được không ạ? Ngày hôm qua thì các bạn có hỏi chị rất là nhiều là ở trong một cái cuốn sổ tay văn học như thế này thì có cái gì. À đây ạ. Các bạn ơi, à, các bạn nếu như mà các em muốn muốn đăng ký khóa học thì nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên giúp chị nhá. Được không ạ? Nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên giúp chị. Rồi, đây các bạn nhìn này. Đây là cái tác phẩm đầu tiên ở trong cuốn sổ tay văn học văn xuôi tập 2 những câu chuyện cuộc đời không quên, đó chính là vợ nhặt được không ạ? Thì các bạn nhìn sẽ nhìn ở đây cái phần đầu tiên mà chị có đây là một cái bài thơ nho nhỏ để chị tóm tắt lại cái cốt truyện của vợ nhặt các em ạ. Thật ra thì các bạn bảo là ui làm thế làm gì màu mè ra. Chị thì chị cảm thấy rằng là khi mà các bạn có một cái bài thơ về cốt truyện của chuyện ngắn vợ nhặt ấy thì đôi khi các bạn cảm thấy văn xuôi quá là dài thì chị nghĩ là các bạn cũng có thể chủ động trong cái việc là chúng mình sẽ học, chúng mình sẽ học theo kiểu này, chị nghĩ cũng rất là hay ho, được không ạ? Đó, chị có một cái phần đầu tiên. Đây, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với cái phần thông tin tác giả nhá. Khi mà học về bất cứ một cái tác phẩm nào ấy thì chị thường học phần tác giả trước bởi vì chị thấy đây là cái phần rất là quan trọng. Được không ạ? À? Chị thấy đây là cái phần rất là quan trọng. Tác giả đó viết gì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái tác phẩm đó, được không ạ? À? Là người như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái tác giả đó tới cái tác phẩm đó mà. Được không nào? Thì ở đây chị nhìn thấy này. Đây chị có Kim Lân. Chị đưa ra một số cái từ khóa ở đây đây trên này chị có từ khóa rồi và sau khi có từ khóa xong thì chị tự diễn đạt thành một cái một cái đoạn văn luôn ví dụ nhá đây là từ khóa này thế là chị có một cái đoạn văn ở dưới luôn để diễn đạt lại tất cả những cái ý ở trên trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Kim Lân ghi dấu ấn với độc giả là một nhà văn đa tài. Bên cạnh vai trò là một cây bút chuyên viết truyện ngắn thì ông còn tham gia diễn xuất và có những vai diễn ấn tượng. Xuyên suốt trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông chủ yếu viết về đề tài nông thôn, nông dân Việt Nam, phong tục tập quán ở những miền thôn quê vùng đồng bằng Bắc Bộ, với giọng văn nhẹ nhàng gần gũi đôn hậu nhưng vẫn sâu sắc ý nhị, lối kể chuyện rất duyên dáng đời thường. Kim Lân chủ trương viết về người nông dân nghèo bởi vì họ bao giờ cũng thiệt thòi, nên nhà văn muốn đòi cho họ quyền được làm người và quyền sống sự nghiệp và những quan niệm về văn chương của Kim Lân qua những tác phẩm của ông đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng độc giả. Là nhà văn của làng quê Việt Nam, văn của Kim Lân đi sâu vào lòng người đọc bởi tình cảm rất bình dị, đời thường nhưng chan chứa nghĩa tình. Ví dụ là như thế, thì có nghĩa là sau khi mà chị ngồi chị gạch ra tất cả những cái từ khóa rồi, thì chị sẽ thường dừng lại dừng lại để làm gì ạ à? dừng lại để chị bắt đầu tự diễn đạt lại thành một cái đoạn văn và các em biết không nếu như các bạn áp dụng cái cách học này vào cái việc ghi nhớ thông tin về tác giả chị tin chắc chắn rằng nó sẽ rất là hiệu quả đấy được không ạ à? nó sẽ rất là hiệu quả đối với các em luôn hãy thử làm xem sao nhá rồi à, ở đây thì có thêm một số những cái ngữ liệu về tác giả nhiều lắm được không ạ rồi rất là nhiều những cái ngữ liệu về tác giả được trích dẫn ở trong này sau đó thì chị có một cái phần ở đây đó chính là đây ạ à. đây là phần có lẽ là các bạn quan tâm đúng không có ai quan tâm đến cái phần này không ạ những cái vấn đề lưu ý trong tác phẩm này có ai quan tâm đến phần này không ạ chị nghĩ là có rất là nhiều bạn quan tâm đến phần này phải không nào có ai quan tâm đến phần này không có ai quan tâm đến phần này không ạ các bạn có thể nhìn ở đây khi mà chị học về bất cứ một cái kiến thức đền của một tác phẩm nào đặc biệt là chuyện ngắn nhá thì bao giờ chị cũng sẽ trọng tâm vào những cái vấn đề bao gồm một là tác giả hai là thông tin về tác phẩm cái số ba là chị sẽ liệt kê ra tất cả những cái vấn đề có thể hỏi ở trong cái tác phẩm đó để chị bắt đầu đi vào làm rõ từng vấn đề luôn thì ở trong này các bạn sẽ thấy này à chúng ta có một là ý nghĩa nhan đề cái số hai là tình huống chuyện cái số 3 là nhân vật, các nhân vật truyện. Cái thứ tư là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong tác phẩm. Cái số 5 là chi tiết và cái số 6 là cách kết thúc truyện. Được không ạ? Đó, thế sau bắt đầu chị bắt đầu đi giải quyết ví dụ ở đây, ý nghĩa nhan đề chẳng hạn, vấn đề 1. À đây ví dụ nhá. Chị diễn đạt bằng cái ý trước để mình hiểu trước. Bao giờ mình cũng phải định hình và hình dung ra trước mà. Thế thì bao giờ chị cũng để ý và sau đó chị bắt đầu diễn đạt lại thành một cái đoạn văn của mình thì ở đây này Chúng ta thấy rằng là danh từ vợ nhặt À gì ạ, chúng ta có nhan đề của tác phẩm này là vợ nhặt Được kết hợp từ danh từ vợ và động từ nhặt, được không ạ? Kết hợp với nhau và nó đã chuyển thành tính từ Đây là tính từ định danh một loại vợ được không ạ? Và hoàn cảnh, chỉ hoàn cảnh số phận thê thảm của người phụ nữ phụ nữ trong nạn đói năm 1945 Tố cáo xã hội phong kiến và bọn thực dân được không nào? Bộc lộ vẻ đẹp của nhân dân lao động gây sự chú ý tò mò cho độc giả. Tức là đây là cái phần mà chị định hướng trước là mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Chị nghĩ là đây cũng là một cái cách mà các bạn nên làm. Được không ạ? À? Các bạn nên làm thực sự đấy, các bạn nên làm trước khi mà các bạn chuẩn bị viết bài bởi vì nhiều khi là cái thói quen của các em ấy là các bạn đọc đề xong cái là các bạn sẽ lao và các bạn làm luôn và chính cái việc vì các em lao và các em làm luôn thế nên sau này các bạn sẽ mắc rất là nhiều lỗi và tất cả những cái lỗi đó khiến cho các bạn mất cực kỳ nhiều điểm đôi khi viết xong rồi bảo là ôi thôi chết rồi tự nhiên mình quên mất một ý ở trên kia rồi bây giờ làm thế nào đây kiểu kiểu như vậy được không ạ thế nên chị thì chị nghĩ rằng là các bạn hãy có một cái bước để các bạn gạch ra những cái ý này trước sau khi gạch ra xong các bạn bắt đầu viết Ví dụ đối với cái đề bài này nhá, chúng mình sẽ có một cái đoạn viết nho nhỏ như sau cùng với chị. Về nhan đề, ý nghĩa, nhan ý nghĩa nhan đề Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, được không ạ? Ví dụ như thế này. Trong quá trình sáng tác, việc đặt tên cho đứa con tinh thần của mình là một trong những khâu vô cùng quan trọng, bởi lẽ nhan đề không đơn thuần chỉ là cái tên để mở đầu mà đó là nơi chứa đựng bao hình tượng, nội dung tư tưởng của tác phẩm. Thêm vào đó, nó cũng sẽ gợi ra sự thú vị đối với độc giả. Họ sẽ chọn nó để đọc tiếp hoặc không. Nhan đề của tác phẩm được ví giống như chiếc chìa khóa gợi mở cho người đọc tiếp cận với những tầng lớp ý nghĩa khác nhau của tác phẩm và nhan đề truyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân chính là một trong số những ví dụ điển hình. Kim Lân đã lựa chọn cho đứa con tinh thần của mình với tựa đề là vợ nhặt. Đây là một trong những từ ghép phân nghĩa được ghép bởi danh từ vợ và động từ nhặt. Khi hai từ đơn này được kết hợp với nhau, động từ nhặt ngay lập tức chuyển đổi thành tính từ. Vợ nhặt ở đây dùng để định danh một loại vợ, đó là vợ theo không, vợ không mai mối, không lễ nghĩa cưới xin, bởi, chỉ, bởi vì chỉ cần nhắc tới từ nhặt, chúng ta đã có rất nhiều những liên tưởng khác nhau. Chúng ta chỉ thường biết tới việc nhặt nhạnh bông hoa, nhặt cái nhặt cái cây, nhặt cọng rơm cọng cỏ ven đường. Thế nhưng ở đây có một sự thật thật chớ treo và bi hài đó chính là nhặt được vợ nhan đề vợ nhặt gắn chặt với bối cảnh lịch sử ra đời của tác phẩm đó là hoàn cảnh số phận thê thảm của những người phụ nữ trong nạn đói năm 1945 chỉ với hai lần gặp gỡ bốn bát bánh đúc vài câu nói tầm phơ tầm phào mà đã chấp nhận theo không một người đàn ông ẩn chứa sau nhan đề vợ nhặt là những suy ngẫm của tác giả đó là sự chăn trở xót xa trước giá trị thấp kém của con người trong hoàn cảnh éo le bi kịch thông thường chúng ta chỉ thường thấy vợ đi với những từ như vợ yêu, vợ đẹp nhưng ở đây lại là vợ nhặt. chưa bao giờ giá trị của con người trở nên rẻ dùng đến như thế. nhan đề của tác phẩm mang sức mạnh tố cáo xã hội phong kiến và bọn thực dân đẩy con người vào tình cảnh khốn cùng. thế nhưng chính câu chuyện này đã bộc lộ những vẻ đẹp nhân đẹp, những vẻ đẹp của nhân dân lao động. họ vẫn vui họ vẫn vui, vẫn không ngừng hy vọng về cuộc sống. Đây cũng chính là giá trị nhân đạo mà nhà văn muốn gửi gắm. Thêm vào đó, không thể phủ nhận rằng khi đọc nhan đề vợ nhặt, chúng ta bắt gặp một điều gì đó rất lạ lùng, rất thu hút. Cái tên nghe có vẻ à, nghe có vẻ lạ lùng này đã giúp cho độc giả tò mò và nhất định phải tìm đọc, tìm hiểu câu chuyện. Hiểu chị không ạ? Thì đấy là cái cách mà chị vẫn thường làm giải quyết bất cứ một cái vấn đề nào trước tiên là đọc thật kỹ đề đã sau đó thì bắt đầu gạch ra thành cái ý để mình viết theo đúng cái sườn đó và mình không bị sót ý và sau đó thì à mình viết lại thành một cái đoạn văn các em cứ luyện tập nhiều như vậy thì đối với cái việc học nghị luận văn học nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều đấy vậy thì ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm dừng ở cái phần này trước tức là trong hai tháng tới hãy tập trung vào việc chúng ta dành nhiều thời gian để ôn về nghị luận văn học các bạn nhé và sau hai tháng sau sau khi mà chúng ta đã ôn thật là chắc về nghị luận văn học rồi thì chị sẽ lại tiếp tục giúp các bạn có thêm những cái phương pháp để chúng mình ôn về đọc hiểu và nghị luận xã hội nha được không nào? Ngày hôm nay thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lên xem phần livestream của chị và sớm thôi chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau ở trong một phần phát trực tiếp tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Đừng quên là nhanh tay dinh về bộ sổ tay văn học phiên bản giới hạn của học văn chị Yên nhá. Bye bye, xin chào các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ.